Xin chào bác sĩ Ngọc nha. Hôm nay thì có bác sĩ Ngọc ở Nha Trang thì anh thấy bác sĩ Ngọc hay chia sẻ về sức khỏe trên mạng xã hội rất là nhiều, thì hôm nay có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Ngọc là như thế này. Thì bản thân anh hoặc như là những người đi Nha Trang thành phố du lịch nè, thì đến đây thì tất nhiên đi Nha Trang thì đến đây phải uống bia uống rượu này kia, lại là phải có đi nhậu một tí cho nó vui. Quá chuẩn luôn. Thì cái việc là nhậu đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, ví dụ như gan này. Ví dụ như anh nhậu xong dậy hôm sau anh thấy là nó mệt. Mà gan thận đó thì không biết là bác sĩ có cái giải pháp nào, sẵn hôm nay hỏi bác sĩ luôn. Để ví dụ như mình vẫn có tiếp khách nhưng mà mình cũng có cách để bảo vệ được cơ thể của mình. Ok, thực ra là em cũng uống rượu mà. Mình cũng uống nên là mình cũng biết, nhưng mà khi mà mình hiểu được cái bản chất của nó ấy thì mình có cách để mình sẽ uống nhưng mà nó ít gây tổn thương đến gan nhất. Khi mà chúng ta uống rượu vào ấy thì cái gan nó là cái cơ quan để mà nó chuyển hóa rượu, chính là cái ethanol ấy, để thành một cái chất khác, và cái chất đấy nó không hại đối với cơ thể. Tuy nhiên thì cái quá trình chuyển hóa đấy ấy, nó có thể nó gây quá tải đối với cái gan. Và khi mà quá tải đối với gan ấy thì nó làm cho cái tế bào gan nó bị tổn thương. Và khi mà tổn thương thì chúng ta đi xét nghiệm, chúng ta hay nói với nhau là tăng men gan ấy. Bản chất cái đấy chính là cái tổn thương của cái gan. Thế thì cái quay lại là làm sao để mà khi mà chúng ta uống rượu mà gan nó không bị tổn thương ấy, thì đầu tiên cái chúng ta sẽ phải hiểu là gan nó có khả năng chuyển hóa được bao nhiêu. Nó giống như là bây giờ là chúng ta bê được một cái khối mà nó trọng lượng là tầm khoảng 20 cân chẳng hạn. Thì dưới 20 cân thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà trên 20 cân thì chúng ta sẽ bị chấn thương. Thế thì ở đây cái gan ấy là quân bình một ngày nó có khả năng nó sẽ chuyển hóa được, đối với nữ giới là 1 đơn vị cồn, còn đối với nam giới là 2 đơn vị cồn mỗi ngày, thì là ok, gan nó chuyển hóa thoải mái. Nên là anh uống trong cái khoảng đấy thì nó không ảnh hưởng đến gan. Tức nếu như một cái người mà gan khỏe mạnh bình thường, anh uống ở dưới 2 đơn vị cồn mỗi ngày, và một tuần anh uống tầm khoảng cỡ là dưới 4 ngày để còn khoảng cỡ 2 ngày để cho nó phục hồi nữa. Thì một tuần anh uống tầm khoảng cỡ 3 đến 4 ngày và mỗi ngày 2 đơn vị cồn đối với nam, và nữ thì mỗi ngày 1 đơn vị cồn, thì nó không ảnh hưởng gì cả. Thế thì một đơn vị cồn ở đây nó sẽ bao gồm như thế nào? Thì anh để ý như thế này. Tại sao người ta lại làm một cái loang bia mà cái nồng độ cồn là tầm khoảng cỡ thường thường nó 4,6 cho đến 5 độ đúng không? Và cái loang đấy là 330 ml, thì một cái loang bia đấy chính là một đơn vị cồn. Tức là một ngày anh uống 2 loang như thế thì là ok, nó sẽ gan nó vẫn có khả năng nó sẽ đào thải. Nhưng mà cái lon mà bây giờ nó lại có thêm những cái lon là 500 ml chẳng hạn, thì cái lon đấy nó quá một đơn vị cồn. Hoặc là có những cái loại rượu bia mà nó lên đến 8 độ hay là 11 độ chẳng hạn, thì như thế nó sẽ bị quá. Ở đây là đang nói là một lon bia là 330 ml với cái nồng độ cồn là từ 4,6 cho đến 5 độ thì là một đơn vị cồn. Thì một ngày uống 2 lon bia như thế là ok. Tương đương thì nó sẽ có là một ly rượu vang. Một ly rượu vang ở đây không phải một cái ly đầy, mà một cái ly nó chỉ rơi vào tầm khoảng cỡ 130 ml. Nó nằm ở thường người ta rót ở cái đáy cái ly đấy, thì đấy chính là một ly, một đơn vị cồn. Một cái ly đấy rơi vào tầm cái rượu vang nó rơi tầm 13 cho đến 15 độ với khoảng cỡ là tầm 120 cho đến 150 ml, thì đấy chính là một đơn vị cồn. Thế thì một ngày anh uống 2 ly như thế thì gan nó sẽ có khả năng nó sẽ chuyển hóa. Còn đối với cái rượu trắng ấy, cái rượu trắng ở đây nó chúng ta đang nói là đây là cái rượu mạnh tầm khoảng cỡ 30-40 độ, thì một cái ly rượu trắng tầm khoảng cỡ 30 ml, cái nồng độ là 40 độ, thì ok, thì đấy là một đơn vị cồn cho một cái ly rượu như thế. Tức là anh có thể là một ngày uống 2 ly như thế thì là ok, thì nó không ảnh hưởng. Thì cái đầu tiên là chúng ta uống cái lượng mà gan nó có khả năng nó sẽ đủ để nó sẽ chuyển hóa, thì nó không ảnh hưởng gì đến gan cả. Nhưng mà vấn đề là không phải lúc nào chúng ta cũng như thế được. Ví dụ như ở nhà thì chúng ta có thể là chúng ta uống một ly hoặc là một lon, nhưng mà nhiều khi mà chúng ta đi gặp bạn bè ấy, đang thắc mắc chỗ đó đấy. Thì chúng ta đang uống nhiều hơn đúng không? Rồi. Chẳng họp lớp hoặc là mấy anh em chẳng hạn như em ở Hồ Chí Minh ra đến Nha Trang thì chẳng hạn anh em làm được một ly xong rồi đi về mất, thì nó không có thời gian để mà ngồi anh em nói chuyện. Thế thì ở đây chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo, cái bước đầu tiên ấy là chúng ta đưa vào cái lượng của nó dưới cái ngưỡng mà gan chịu đựng thì là ok. Nhưng mà trường hợp mà nếu như mà chúng ta đưa vào mà nó nhiều hơn thì lúc này chúng ta làm sao để mà giảm cái khả năng cồn nó hấp thu vào trong máu. Tức chúng ta đưa nhiều nhưng mà nó làm cho nó hấp thu từ từ. Bởi vì ở đây là cái thời gian ấy, cái gan mà nó chuyển hóa ấy, thì tầm khoảng cỡ 1 tiếng nó sẽ chuyển hóa được tầm khoảng cỡ 1 đơn vị cồn trong cái khoảng thời gian như thế. Nhưng mà thường là trong vòng 1 ngày anh uống mà 2 lon bia mà trong vòng 1 tiếng ấy, thì nó vẫn là nguy cơ. Thì nó vẫn nguy cơ hơn so với việc anh uống buổi sáng một lon, buổi chiều một lon, thì cái gan nó sẽ chuyển hóa. Thế thì bây giờ nếu như mà anh uống 2 cái lon đấy, nhưng mà nó vào trong dạ dày hoặc vào trong ruột đấy, nhưng mà nó chưa vào trong gan, anh cứ cho nó vào từ từ, thì lúc này nó sẽ là giảm cái nguy cơ để mà gan nó bị quá tải.
Thế thì có cái cách nào để mà nó giảm cái việc mà cái ethanol hay là cái rượu ấy mà nó đi vào gan hay không? Thì người ta thấy là gì, cái việc mà hấp thụ của cái rượu ấy thì nó sẽ thông qua một số cơ quan. Đầu tiên khi mà anh uống vào cái đã thì cái niêm mạc ở miệng này hoặc là hầu họng này nó đã bắt đầu nó hấp thụ rượu vào trong máu rồi, qua cái niêm mạc. Cái thứ hai nữa là bắt đầu nó xuống dạ dày thì bắt đầu nó sẽ hấp thụ tại dạ dày. Nhưng mà ở cái niêm mạc nó chỉ đâu đấy tầm một vài phần trăm cái lượng cồn thôi. Xong rồi xuống dạ dày nó thêm tầm khoảng cỡ 10-15% nữa. Và cái chính của nó bắt đầu nó sẽ xuống ở cái chỗ ruột non. Và ruột non là cái cơ quan mà nó sẽ hấp thụ đâu đấy khoảng cỡ 90% cái lượng cồn. Cái nên là khi mà anh uống rượu ấy mà nó chạy thẳng xuống ruột non cái là ngay lập tức nó vào trong máu luôn. Nhưng mà anh nếu như mà anh giữ lại ở trong trong cái dạ dày ấy mà nó xuống ruột non từ từ ấy thì cái thời gian để mà cái rượu nó vào trong trong máu nó sẽ chậm hơn. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ thứ nhất phải uống từ từ. Uống từ từ là một. Cái thứ hai ấy, anh ăn trước. Ăn trước thì uống. Ví dụ như bây giờ uống cái dạ dày của anh nó trống rỗng đúng không? Thì anh uống cái nó sẽ chạy tặng thuật qua dạ dày nó chạy xuống ruột non luôn. Nhưng mà khi mà cái dạ dày anh no ấy thì nó có một cơ chế là dạ dày no ấy thì nó bắt đầu nó sẽ co bóp. Và khi co bóp ấy thì nó có cái cơ thắt của cái dạ dày với ở cái chỗ đoạn ruột non với dạ dày nó có một cái cơ thắt nó bóp lại. Và nó cho xuống từ từ. Thế thì khi mà anh ăn no rồi, nhiều khi là cái từ anh em mình hay gọi là giảm sóc ấy, giảm sóc trước khi uống ấy. Thì khi mà chúng ta ăn no cái mà chúng ta uống rượu vào ấy thì nó cứ nằm ở trong dạ dày và nó cứ xuống từ từ. Nên là một người mà ăn no cái khả năng mà say nó chậm hơn. Cái người mà đang đói mà uống ấy thì đúng cái rồi, nguy cơ mà say và mà ảnh hưởng đến gan nó cao gấp tầm khoảng 4 lần so với một người no. Nên cái đơn giản nhất là trước khi đi nhậu ở nhà cứ làm với vợ một bát cơm cái đã. Là xong là đi là nó sẽ chậm. Và thường nữa là cái thực phẩm ấy mà để nó sẽ nằm ở trong dạ dày nó tiêu hóa lâu ấy. Ví dụ như là anh ăn mà anh uống nước thì nó chạy tuột xuống luôn. Cái tiêu hóa của nước nó rơi tầm 15 phút. Nhưng mà khi mà anh ăn cơm nó rơi tầm khoảng 45 phút để nó tiêu hóa. Nó 45 phút đến 1 tiếng. Nhưng mà khi mà anh bắt đầu anh ăn thịt ấy thì cái thời gian của nó có thể nó rơi tầm 2-3 tiếng. Tức là nó nằm ở trong đấy. Và khi mà cái thức ăn nó nằm trong đấy nó sẽ giữ cái rượu, cái ethanol nó nằm trong đấy. Thì nó đi xuống từ từ. Và khi đi xuống từ từ ấy thì cái lượng rượu nó sẽ đi vào trong máu từ từ. Và lúc đấy thì nó làm cho cái thay vì cái gan nó gánh nặng là 40 cân đúng không nhỉ? Thì bây giờ nó cứ gánh 10 cân một, gánh 10 cân một. Nó giống như một cái chặng đường đi từ từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội ấy, thay vì là đi một phát như thế thì quá sức. Nhưng mà thôi cứ chia ra mỗi chặng 100 m thì cái việc gan nó y chang như thế. Thế thì khi mà anh giảm cái tốc độ đấy thì gan nó sẽ giải quyết. Ở đây là những trường hợp mà chúng ta đang nói là trường hợp đặc biệt. Còn tốt nhất là chúng ta cứ uống cái ngưỡng mà gan nó vừa phải thôi. Ngày 2 lon là đẹp. Đấy. Nhưng mà một tuần không quá 4 ngày. Bởi vì phải để cái thời gian cho nó nghỉ ngơi. Thì đấy là cái thứ hai là chúng ta giảm cái tốc độ mà nó hấp thụ vào trong gan của chúng ta. Thế thì khi mà nó hấp thụ vào rồi ấy, nhưng mà sẽ có những trường hợp mà nó có một số những cái lưu ý ở chỗ này này. Có rất là nhiều người ở Việt Nam ấy là hay có cái trò là pha rượu với nước ngọt. Hoặc nước tin đấy. Kiểu như thế. Thế thì cái ở đây nó không phải là nước ngọt mà những cái nước nào có ga. Thì trong cái nước ngọt, cái nước mà có ga ấy, nó có cái CO2 trong đấy. Và khi mà nó kết hợp với cái rượu ấy thì bản thân của CO2 nó làm giãn cái mạch máu và nó làm cho cái việc mà hấp thụ của cái ethanol nó nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Nên là khi mà anh uống rượu cùng với những cái nước mà có ga thì anh sẽ say nhanh hơn. Anh nhìn người ta kêu uống rượu với coca nó say. Uống rượu với coca nó say. Bởi vì trong đấy cái CO2, bản chất của CO2 ở trong đấy nó sẽ làm cho cái mạch máu nó sẽ giãn ra. Cái khả năng hấp thu của cái rượu nó nhanh hơn. Hoặc là anh uống rượu nóng nó cũng sẽ là nhanh hơn. Bởi vì khi mà nóng vào nó làm giãn mạch. Và nó cũng sẽ hấp thụ nhanh hơn. Nên là rượu mà hâm nóng các thứ ấy, thì nó cũng sẽ cũng một cái rượu đấy. Một hai cái chai giống nhau. Nhưng mà anh hâm nóng anh uống thì nhiều khi mình cảm giác nó ngon hơn thôi. Nhưng mà nó sẽ nhanh say hơn. Thì đấy là cái chúng ta có cái bước một này, cái cách đầu tiên này là uống đủ lượng thôi. Cái cách thứ hai, nếu như mà chúng ta có uống quá đi thì chúng ta sẽ làm giảm cái tốc độ hấp thụ của nó. Thì đấy là cái thứ hai. Thực ra nhiều người cứ bảo là ăn cái này ăn cái kia, đơn giản là cứ ăn cơm đấy. Ở nhà ăn cơm thịt cá với vợ là nó đã giảm cái tốc độ mà rượu nó hấp thụ. Nó phải một người đói một người no, cái người đói say nhanh gấp 4 lần. Anh mà hình dung nó khác biệt lớn như uống sữa vô cho nó láng dạ dày đúng không nhỉ? Thực ra bản chất của cái sữa nó cũng là một cái dạng protein. Thì cái việc mà dạ dày hấp thụ nó chỉ chiếm còn đâu đấy tầm khoảng cỡ 10% thôi. Cái ruột non mới là cái mà quyết định 90%. Nên là cái ruột anh uống một cốc sữa, nhưng mà cái vấn đề là sữa nó láng ở dạ dày thì nó giải quyết được cái chỗ 10%. Nhưng mà nó sẽ đi thẳng xuống ruột cái. Đúng rồi.
thì cái 90% còn lại nó xuống thẳng ruột luôn. Nên là anh ăn no là nó là ok nhất, an toàn nhất, chứ không phải là uống cái này hay uống cái kia đâu, mà anh ăn no. Thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là khi mà anh đã uống vào rồi và nó đã hấp thụ vào rồi, thì bây giờ cái phương pháp thứ ba nữa là gì, làm sao cho nó tăng cái khả năng đào thải ra nhanh nhất có thể. Đúng rồi. Thì khi mà tăng khả năng đào thải ra thì gan nó sẽ giảm cái việc mà chuyển hóa. Thế thì cơ thể của mình nó sẽ có ba cái cơ quan để mà có khả năng đào thải được cái rượu hay là cái ethanol đấy. Thứ nhất đó sẽ là đào thải qua đường hô hấp. Tức là khi mà chúng ta uống rượu thì rượu bắt đầu nó sẽ vào trong máu, nó sẽ đi lên phổi, và từ phổi nó sẽ đào thải thông qua cái hơi thở của chúng ta, nên mới có cái việc mà đo nồng độ cồn bằng hơi thở. Thế thì khi mà nhiều người bắt đầu uống rượu say xong ấy, hít thật sâu vào, thở ra từ từ thì bắt đầu nó đẩy hơi ra. Hay chúng ta hay gọi là uống xong hà hơi cho nó lâu say ấy. Hay nhiều người cũng bảo uống xong đi hát karaoke. Bản chất là khi mà chúng ta hát ấy, là chúng ta phải nói rất là nhiều đúng không? Thì cái hơi nó sẽ hà ra. Và cái hơi hà ra nó sẽ đi theo chính là cái việc mà nó làm cho phổi nó sẽ tăng cái việc mà nó đào thải cồn qua cái hơi thở đấy. Thì nhiều khi đi hát là bớt say. Đúng rồi, đi hát bớt say nhưng mà không có là say nữa. Mà nhiều người cứ bảo là đi hát cho nó đỡ say, nhưng mà thực tế là đi hát xong lại uống thêm. Đúng rồi. Thì nó không có đỡ đâu. uống xong mà ngồi quanh một cái bếp lửa như thế này mà hát thì nó mới đỡ. Hoặc về nhà mà hát, chứ còn đi hát mà làm thêm két nữa là lại say thêm. Thêm một cái nữa là cái cơ quan đầu tiên nó là cái hô hấp. Cái cơ quan thứ hai có khả năng đào thải rượu ấy, nó chính là da. Nó sẽ đào thải thông qua cái lỗ chân lông. Nên nó mới cứ cho là đi uống rượu xong đi xông hơi. Thì bản chất của đi xông hơi nó làm cho giãn cái lỗ chân lông. Và từ cái đấy nó sẽ toát mồ hôi ra. Và cái rượu nó sẽ đi qua cái đường đấy. Thì đấy chính là trước giờ chúng ta đang làm, nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu. Đúng rồi, không hiểu tại chúng ta không hiểu tại sao như thế. Nhưng mà thực tế là cái việc mà đào thải của rượu ở cái phổi này và ở cái da này nó cũng chiếm một cái phần nhỏ thôi. Chứ không phải là tất cả. Nên là kể cả chúng ta có đi hát, chúng ta đi xông hơi, nhưng mà nó vẫn về nó say. Và cái chính của nó nằm ở chỗ gan. Gan là cái cơ quan mà chuyển hóa rượu chính nhất ở trong cơ thể. Và nó thông qua hai cái enzyme, nó là cái enzyme ADH và nói chung là không cần hiểu đâu. Đại loại là nó có một cái ở trong gan ấy để nó sẽ chuyển hóa cái ethanol. Thì lúc này thì thứ nhất là mình sẽ tập thể dục cho nó gan nó khỏe lên thì nó sẽ chuyển hóa nó sẽ tốt hơn. Nên là những người mà khỏe mạnh thì uống được nhiều hơn so với những người yếu. Bởi vì thế thì nó liên quan đến cái chuyển hóa ở cái gan. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có một số những cái thực phẩm mà nó làm tăng cái quá trình chuyển hóa. Cái đầu tiên ấy, đó là cái xuyên tâm liên. Ở đây không biết là anh có biết cái cây xuyên tâm liên hay không. Nhưng mà cái xuyên tâm liên chính là cây để mà chiết xuất ra cái berberin mà uống mà chữa đau bụng ấy. Đúng rồi. Mà đắng ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đấy chính là cái mà nó sẽ làm tăng cái chuyển hóa ở gan. Nên là ví dụ như mọi người dùng cái berberin, hoặc nó có ở Nhật Bản ấy, nó có một cái thuốc để mà nó hỗ trợ gan trong quá trình mà chuyển hóa ấy. Thì nó là cái Liver Pro. Thì nó khi mà uống vào, người ta có hai cái nghiên cứu ấy, là người ta cho hai cái nhóm nam giới ở Nhật Bản. Một nhóm là uống cái Liver Pro đấy. Một nhóm là không uống. Xong đó thì cho hai cái nhóm đấy uống rượu. Uống 1 lít rượu. Nhưng mà rượu ở Nhật Bản thì cái rượu soju gì đấy, sake à? Sake à. Thì cái nồng độ cồn nó thấp hơn. Đúng rồi. Cho uống 1 lít. Đầu tiên là người ta lấy máu trước khi uống. Xong đó thì người ta bắt đầu người ta cho uống. Uống xong 30 phút sau người ta xét nghiệm lại này, 1 tiếng xét nghiệm lại này, 2 tiếng xét nghiệm lại này, 3 tiếng xét nghiệm lại này. Thì người ta thấy là ở cái nhóm mà có uống cái sản phẩm đấy ấy, thì cái nồng độ cồn ở trong máu nó đi ngang luôn. Tức nó không tăng. Trong khi cái nhóm kia không uống ấy, cái nồng độ cồn nó tăng vọt lên ở cái phút thứ 30. Sau đó bắt đầu nó giảm dần dần thông qua cái việc mà chuyển hóa ở gan. Thì trong cái sản phẩm đấy nó sẽ có chiết xuất từ cái xuyên tâm liên là một. Cái thứ hai nó là chiết xuất từ cái gan của con lợn ấy. Ở trong cái gan của lợn nó cũng có những cái thành phần để có khả năng chuyển hóa. Cái thứ ba nữa là cái con hàu hoặc là cái con nghêu, con ngao ấy. Nên là khi mà anh đi ăn ốc hay anh uống rượu ốc ấy, mà mọi người thường hay lấy cái nước nghêu để mọi người uống hấp ấy. Đúng rồi, hấp cho tỉnh ấy. Thì cái đấy chính là cái mà nó giúp cho cái việc mà chuyển hóa rượu. Nên sau khi mà anh uống cái đấy thì anh sẽ không thấy đau đầu sau khi mà anh về uống rượu. Thì bản chất là ở trong cái đấy nó sẽ có cái thành phần đấy để nó sẽ là giúp cho cái gan nó sẽ tăng cái quá trình chuyển hóa. Thì ở đây chúng ta sẽ có là một là giảm cái lượng hấp thu vào bằng với cái ngưỡng cho phép là 1 đơn vị cồn đối với nữ, 2 đơn vị cồn đối với nam. Cái thứ hai nữa là gì, đó là chúng ta
giảm cái tốc độ hấp thụ vào trong máu để mà giảm cái thải cái quá trình mà chuyển hóa ở gan. Cái thứ ba là tăng cái quá trình chuyển hóa ở gan thông qua cái việc mà chúng ta tập luyện cho nó khỏe này. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể có một số những cái chất chống oxy hóa hay là những cái chất mà làm tăng cái quá trình chuyển hóa, cái enzyme chuyển hóa ấy, như là ở trong cái xuyên tâm liên hay là trong cái con nghêu, con ngao hay là trong cái con hầu ấy, trong những cái đấy nó đều có những cái chất đấy. Thì nó sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa trong cái nghệ, cái củ nghệ nó cũng có cái chất chuyển hóa nữa. Thì cái nghệ hoặc là cái glutathione đấy là những cái chất để mà giúp cho gan nó khỏe hơn, để nó sẽ chuyển hóa tốt. Thì đấy là những cái cách để mà giúp cho cái việc mà khi mà anh uống rượu. Bởi vì nhiều khi mà mặc dù là em là bác sĩ, em hiểu được là cần phải uống 1-2 đơn vị cồn. Nhưng nhiều lúc mà anh em gặp nhau thì mình cũng phải làm thêm mấy ly chẳng hạn, thì thường em sẽ dùng cái viên Liverpool trước, hoặc là mọi người có thể là mọi người dùng luôn cái xuyên tâm liên cũng được, hay là cái Berberine cũng được. Thì như em là em dùng cái Liverpool luôn, nó có đầy đủ tất cả các thứ ở trong đấy. Thì em uống xong là ít nhất là nó không phải là mình uống cái thuốc đấy để mình uống bia mà để mình bảo vệ cái gan của mình. Nó đang để bảo vệ cái gan của mình, nó làm cho cái việc mà gan nó sẽ giảm cái công sức để mà nó chuyển hóa, thì nó sẽ đỡ bị tổn thương hơn. Thì đấy là một số những cái mà có lẽ là những anh em mình nên áp dụng. Cái đơn giản nhất là cứ làm một bát cơm với vợ, cái làm bát cơm nè, tập thể dục cho gan nó khỏe nè, xong rồi dùng thêm cái Liverpro gì đó. Đáng lẽ bác sĩ hôm nay đi ra đây phải mang đấy ra, chứ bữa trước anh rủ mình đi, hôm nay mình nhậu về là mình quất một câu luôn á. Không, nhưng mà đi đạp xe thì không uống nên là không mang. Còn bình thường là em hay có đưa cho mấy anh em mà. Thì cái đấy nó hỗ trợ gan rất là ok. Ok, chắc là hy vọng là sau cái video này thì cũng giúp cho thứ nhất là anh Hưng, cũng như là tất cả mọi người, anh em nam giới, khi mà chúng ta uống rượu, bởi vì cái việc mà đó là cái văn hóa ở người Việt Nam rồi, nhưng mà chúng ta uống làm sao để mà nó ít ảnh hưởng nhất đến gan thì là một trong những cái mẹo để giúp cho mọi người có một cái lá gan khỏe mạnh. Hy vọng là sẽ như nào nhỉ, mọi người áp dụng chỉ cần thế thôi. Nếu như mà không nhớ được tất cả những cái điều kia ấy thì hãy nhớ là nhớ ăn cơm với vợ trước khi mà chúng ta đi uống rượu. Đấy là một trong những cách mà tốt nhất trong cái việc mà kiểm soát được cái rượu. Nhớ follow kênh của bác sĩ Ngọc để chúng ta có thể cập nhật thêm những cái kiến thức mới nhất hàng ngày nha. Và khi mà về Nha Trang đừng có quên cái cơ sở của anh Hưng Huỳnh ở đây. Ok. Gì Hưng Huỳnh nha. Phở khô Hưng Huỳnh. Ok, bye bye mọi người. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.